Tôi mừng lắm, nó cười không á. Ở đó, ở đó là nhà cô có hai chị em hay là còn ai nữa không cô? À, mà ba bốn chị em mà thằng em nó mất rồi. Còn anh hai tôi thì 72 rồi. Anh bệnh hoài ở nhà đó, anh bệnh. Có qua thăm nó được đâu. Còn mình ơn tôi nuôi nó thường ngày. Cô thấy cổ ở mình nên vậy mà ở kiểu như nó nguy hiểm vậy, cô có khuyên cổ để về ở với cô không? Kêu nó đi. Không đi luôn. Không. Trẻ cũng có. Rồi người ta không có qua. Rồi người ta đi cái vợ khác đi, thành ra nó ngày ngày nó tăng lên vậy luôn. À, giống như thất tình hả cô? Cơm nó cứ bới đãi vậy nè. Làm như nó bới nó cúng đó. Ừ. Ủa? Ngô. Có một cái trường hợp hết sức là đặc biệt. Theo bà con giới thiệu thì đây là một cô giống như là người sống như người gần của chúng chị. Mà hồi đó giờ là cổ là không có gia đình, rồi cha mẹ thì mất hết rồi, ở giữa một cái cánh đồng như vậy. Phải từ ngoài lộ xe phải lội bộ vô hàng trăm mét mới tới của chúng chị. Thì bữa nay thì nông dân được cô dắt đi. Thì phía trước là cô đang đi, thì bây giờ mấy anh em đang đi theo sau. Cái điều đặc biệt là cô là phải có người quen dắt vô, cô mới mở cửa đón. Còn không thì cô không có đón cô chú anh chị. Cô không có tiếp xúc với người lạ bên ngoài. Bây giờ để cùng với nông dân vào bên trong thì xem được hư cái câu chuyện cũng như cái hoàn cảnh của cô như thế nào. Thì nông dân mời cô chú anh chị ha. Dạ, mời chú anh chị. Đi vô nhà cái cô mà là giống như là ở biệt lập ở trong đây. Đi vô cái đám lùm cây, phải có người quen dắt vô. Nghe cô nói là người lạ kêu không ra nữa. Trời ơi. Tới hả cô? Nhà này hả? Ông nhà phải có người quen mới được. Thôi chào con. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Cô ơi, cô nhờ cô lên đó cô phiên dịch giúp được không cô? Dạ. Cô đó tên gì vậy cô? Cô Phượng. Năm nay 62 tuổi. Dạ. Cô ở đây một mình hả cô? Một mình, không có con, không có cháu gì hết trơn, có mình ơn đó. Dạ. Mà y ở trên gác trển không đó. Ủa, nhà này rồi gác ở đâu cô? Gác ở trên đó, chú mấy chú nó vô coi đi. Phan, trước khi vô coi thì con thấy là cổ là không có nói được tiếng Việt hay là sao cô? Tiếng Việt, tiếng miên gì y không nói, tại vì y không nói chuyện. Là cổ không biết nói hay là tại không muốn nói cô? Tại sao cũng mình cũng không biết nữa, mấy năm rồi. Dạ. Cô hỏi bà cổ nói không? Không. Không trả lời. Ừ, ai lợi cũng tôi lợi không kêu mà bả ra bả không nói chuyện. Dạ. Mà sống biệt lập trong này là con thấy là không có điện đài gì hết trơn. Không. Trời ơi. Không có đèn, không gì hết trơn, tối không thưa vui vậy đó. Vậy sao sống trong đây? Mình vòng vòng đây có sợ không chứ con thấy là con không. Tôi lợi ai cho gì tôi đem vô cho không sợ đó, bả cũng hiền mà. Rồi trước giờ thì cô này có chồng con hay là... Không, cũng còn gái đó. Hồi trước thì nói chuyện, mình qua mình người ta nói chuyện chơi. Dạ. Rồi mấy chục năm sau này nè, không nói chuyện. Dạ. Là bà con, dòng họ, anh em gì là không còn hả cô? Còn người chị cũng ở giá. Người chị cũng ở bên chùa. Dạ. Ủa, căn nhà trong người quý của chú anh chị. Cổ có bình thường như mình không? Có phải là sao cô? Thì vậy đó. Cứ như vậy thì... làm như chắc là một trọng cảm hay gì á, tại vì ở trong giường có một mình á. Rồi ở đây là hồi đó giờ hay sao cô? Hồi xưa tới giờ á. Dạ. Thế là nhà ông bà đó. Cha mẹ người ta trồng cây sao mà nó bự hết trơn nó biết rồi. Vì là đó giờ cha mẹ của cô Phượng ở đây. Ờ. Mất hết rồi giờ cô Phượng ở nên. Ở mẹ ơn. Dạ. Rồi nhà cửa là tự cổ. Tự làm ơn á. Trần ấy đâu đi. Ừ. Thấy quá trời ở trong kìa. Cái gác kìa, cô chú coi đi. Dạ. Ngày mười. Dạ. Hồi nãy cô nói là
cổ ngủ ở trên gác không à. Mà quý cô chú anh chị mình thấy cái nhà vậy là làm gì có gác. Chắc xin phép cô để cô dẫn nha, tại vì tụi con cũng người lạ lại á. Ôi kìa sông mưa rồi, xa tịch tao kìm lợn thế, ôi kìa sông mưa tịch tao. Chô đi vô coi đi. Cô ôi kìa cho mấy sai kìa thú ha, sai kìa đặt sai mò mò hết á. Sai kìa đặt mò đó, đặt nửng nè. Nâng á, sai. Vô đi vô coi đi. Cô không giữ không cô? Không. Có sao không cô? Con ơi đâu. Không sao đâu mà. Dạ. Tao ôi kìa chô mơ tí tao. Trời ơi. Trông cái này trời ơi. Sao mà giống như ở trong này giống như là một cái cùng cái giường vậy đó. Dạ. Chắc đó, gì vậy? Gác người ta nằm ở trên đó. Ôi. Xong rồi bên đây gì đâu mà của chú anh chị. Cái này là tự mình lên cổ làm đây. Này cổ chằng dây rồi cột dây rồi nè. Ngày kia giữ dương nó đem lại hai thùng nước á. Trời ơi. Có gác nó chứ gì. Nông dân nghĩ mình đang lạc vô trong một cái gừng vậy đó anh. Giống như mê cung luôn á. Rồi rồi cô Phượng ngủ ở đâu? Đâu có thấy giường gì đâu. Trên đó nữa hả? Chắc đừng coi của người ta cũng công phu nè, cổ đan, cổ dây nhợ đồ quá trời nè. Cái này có sập không nha, mấy anh đi tử tế nha. Thôi đồ ăn nè. Cái này của cô hả? Cô ăn hay là để đây chị? Cô ăn đó. Cái gì sao mà để dưới đất vậy? Cổ không có nói chuyện. Thôi mình cũng chưa có hình dung được cái chỗ ngủ của cô luôn á. Cái kìa, ở gì trên đó, không lẽ nằm trên đó? Ừ. Ủa gì là trên đây hả? Ừ. Rồi đi lên đường nào cô? Ta lên nè. Dạ. Nè. Đây nè chú Dũng. Coi cái thang ta nè. Nè. Chú Dũng ăn cắp leo lên rồi. Bữa hổm bữa đem đi vô cho đó. Ừ. Tuổi á là cây nhánh sao không đó. Ờ trời ơi. Nhánh sao đồ này kia mà sao mà cô buộc mà cô hình thành được một cái nhà như vậy. Ừ. Ủa rồi cô lên đường nào ta? Cô đi lên, cô ngủ rồi cô lên đường nào? Ủa, cô đồ ăn được kìa. Này giống cái gì ốc hả? Mùa mưa này cho ốc bị ngại tới kìa luôn, ốc hả lại nha. Cái gì á? Ừ. Không hình dung nổi luôn. Mùa mưa này cho anh nè mưa ban. Bắp chuối khó hủy của chú anh chị. À nướng à. Vừa nấu nướng đây luôn. Ôi tiết. Ôi à tẻ hàm quê phát sẵn. Sống ở đây giống như một người gừng vậy. Này nè, đứng tới tụm. Cái này mà nói không phải mình nói xui chứ lỡ mà mình bén lửa một cái thì không hay cái trong này nữa. Mà toàn củi không à, trời ơi, ổn sao này nhìn còn kinh khủng nè quý cô chú anh chị. Mình tính ngày mai mình vô. Không có nghĩ ở đây là nước ở đâu mình xài cơ trời. Cổ không có nói được nhưng mình cũng dọn không có phải chờ cái cô kia. Ừ. Cô ơi, nước ở đâu mình xài, mình tắm rửa cơ sinh hoạt cô. Ừ. Không biết. Rồi, kiểu này là thua luôn rồi quý cô chú anh chị. Này đặt cho mà nó anh hen vậy là cho chóp cũng 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 cái chằng cái kiểu như là kín đáo đó. kín theo cái kiểu mà cho cái người lạ bớt xâm nhập thôi chứ bà Quỳnh Trung không có biết đường vô. Giống như mê cung của chú chị. Em phát hiện ở đây có một cái cây thang lên. À này, vậy nha. Là chắc cổ lên đường này. Rồi rồi, có một cái cây thang lên đây. Đây. Đây đường của chú chị. Không. Đây là một cái cây thang lên đây. Trời ơi. Cô bước đây nè. Cô bước lên đây, cô bước lên đây. Đó, lên trên đó. À, ngủ trên đó. Mình Trung thấy là cái cây đó bóng bóng đó. Kìa. Nhìn trên đó mà. Đó được, trời. Mình không nghĩ là ngủ trên đó đâu. Kìa. Chắc mình ra ngoài xíu để nhờ cô hư vô cô hướng dẫn với thật theo em. Nhưng mình gối luôn, mình không có biết là làm sao mà bao nhiêu năm mà cô chắc. Có nghĩa là cổ ngủ ở trên đó hả cô? Mà sao mà lên trên được trời? Đó. Mình là không lên được. Đó. Mình là lên là sập luôn. Người ta biết đường. Đây nữa nè. À. Thôi. Đây là cầu thang hả? Chỉ cho anh hình dung lên nè. Đây là cổ lên đường này. Bực lên đây. Trời ơi, nó kìa giống như một cái Dũng lụt lên. Rồi vậy sao ngủ trời? Kiểu như một cái chuồng chim trên đó vậy á. À bữa nay chú Dũng nói chú vô quay đặng để kỷ niệm hồi xưa của cô Phượng. Ờ kỷ niệm lại con á. Ừ cũng dạ. Như là tại vì chắc chú đó gì không được qua lại quay á. Dạ. Ngày mưa ngày. Trời ơi. Ngày bữa chú anh chị. Mưa khéo cỡ na đặng. Cô đó là tên cô gì cô? Cô Phượng. Cô Phượng. Ừ. Năm nay cô 62 tuổi. Cô Phượng 62 tuổi. Ừ. Mấy cái này cổ dự trữ rồi để chụm củi hay sao cô? Để chụm đó. Trời ơi. Chằng chịt luôn, vô trong là nó gối đội hình luôn á, không biết đường nào mà lần luôn. Mà sau đó giờ cổ tự mày mò là cổ làm vậy luôn á cô? Ừ. Chứ không có anh em mà con gì giúp hết trơn, giờ làm vậy không? Chắc một ngày cuộc nít. Mà trời mưa trời gió nhiều là tôi cũng sợ cho cổ, sợ
mưa nó dột quá đó, thấy cái nhà hoàn cảnh nó khó gì nè. Dạ. Hồi lúc trước ai lợi tôi cũng xin cho nó, giờ xin không cho gì, cho cái toanh cho bả lột. Cho nó lột cái nhà. Ừ. Rồi thành ra thấy cổ cũng khổ. Rồi ai cho gì thì gửi nhà tôi đó, tôi bưng vô cho. Ở đây là thấy là cây nước nó hư là không biết xài nước ở đâu. Không. Chắc để vô chai á, để vô chai xài. Là dạ. Đâu có xài nước bằng cây nước đâu hả cô? Không. Bà hổm có người cho hai thùng nước với hai cái ghế đó. Cũng rất là may mắn là nhờ cô ở đây, cô dẫn vào để nói chuyện, tiếp chuyện chứ cô thì cô không có hiểu. Với lại là chắc là có vấn đề. Chắc hiểu mà người ta không trả lời với mình. Nhưng mà cô còn nổi nè, cái đường mà lên trên cái căn phòng của cổ chảnh á, mình ví dụ như mình lên trên đó, mình xin phép lên trên đó, không biết cô lên không được. Không được. Anh ra phía sau á. Lên không được, lên không được đâu, sợ nó đứt. Ra phía sau quay lên. Dạ. Anh sợ lắm, thấy gì là sợ nó đứt bằng dây không. Dạ, lên ra phía sau quay vô thôi. Là mình chỉ gọi lên quay lên thấy thôi. Trời ơi, cái này mà nó đứt xuống, nó xà xuống một cái thì rất là nguy hiểm luôn đó. Sợ nó đứt, tại vì dây bằng dây, dây lùng không, nó dây này nè. Lên không được đâu, dây này. Nhưng mà tụi con không nghĩ là chừng 7 năm đó mà cổ ấy đang, cổ ấy làm thành một cái ngôi nhà thật sự là trước giờ là chưa thấy luôn á cô. Thì con biết cái này giống như cái kho củi chứ không phải cái nhà. Củi không mà. Củi không à. Kho củi. Mình không phải nói xui chứ cổ cũng nấu trong đó luôn. Lỡ mà xui gũi cái không phải không nói xui đâu cô chú anh chị. Biết của người ta chắc. Mà lỡ xui gũi bén chắc lửa. Chắc là nấu cơm vậy đó, hôi khói á. Dạ. Mà ý là cô nói mà lỡ mà bén lửa một cái mà cổ mà ở đây ngoài đồng, ngoài ruộng gì nè. Rồi không ai hay cái là coi như là giống như thiêu luôn. Tôi mà bữa nào thấy không có khói là tôi cũng lo. Dạ. Lo sợ có cái gì á. Thấy có khói là biết có nấu ăn ha. Mà cổ có biết xài tiền không cô? Không đâu. Ủa không biết xài tiền luôn hả? Không biết xài, tại vì y không có đi chợ. Rồi ở đây rồi cổ ăn uống làm sao? Thì nhờ mua vô cho ăn đó. Người này gửi, người kia gửi á. Có nghĩa là cô chú đồ này kia mua đồ ăn vô để hỗ trợ cô thôi. Cũng như là hết á, hết gạo, hết đồ ăn là y la làng. Mình biết hết đồ ăn là la lên là mình biết mình la làng rồi mình xách vô cho. Dạ. Rồi ban đêm là cổ có ngủ không hay là cổ lụt ai biết, ban đêm không có qua mà ở trong bóng tối gì sao mà không có đèn, không có gì hết trơn. Ban đêm thì cô nghĩ là chắc cô không ai dám ra đâu cô, nói bằng ngày cô ra chứ bằng đêm chắc cô đêm mà đồ đạc này là tự cổ may luôn hả cô? Trời ơi, giá trăm mảnh luôn, biết nè. Nhiều đường kim mũi chỉ trong đó. Cái quần này là quần chung đếm sơ sơ thôi là cũng là trên cả chục miếng vải mà để lóc vô mà để thành một chiếc quần luôn, nhưng mà đẹp nha cô. Cổ kết là sao đẹp lắm luôn á. Của anh ta đẹp, của anh ta. Ồ đẹp hả? Cổ đây sinh hoạt tắm rửa đồ là cũng bình thường. Mình có biết bình không? Thường. Là cổ hồi đó giờ cổ bạc duy nhất bộ đồ này hay là có thay đồ ra vô vậy không cô? Cổ đấy là bạc duy nhất bộ đồ này. Trời ơi. Nhưng mà quý cô chú anh chị hồi Tết đó mua cho cô hai bộ đồ. Mà mấy đứa cháu nó thấy mặc một lần. Mà tới giờ không có mặt nữa. Mà người ta có mặt không có mặt mình cũng không biết. Dạ. Tại vì mình có ai qua thì mình dẫn vô chứ không có thường xuyên vô. Thường thường có người ta muốn tìm thì phải cô dẫn vô. Người có cho gì đó thì mình nhận giùm cho vậy đó. Dạ. Thì nếu mà hoàn cảnh này, nếu mà có quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mình có hỗ trợ đồ này kia thì ở đây nhờ cô đồ này kia. Cô hỗ trợ cô cắt giùm rồi cho cổ ăn thôi chứ mà trong này mà cổ cũng đâu có, hồi đó giờ là đâu có đi ra ngoài khu vực xã này gì đó. Không. Vì ở duy nhất không, đây không? Hồi lúc mà tôi trái mít còn nhiều đó. Dạ. Bộ kêu ra đi lấy mít ăn cũng ra. Dạ. Mà đều không nói, ra rồi lấy rồi đem vô. Dạ. Như theo cô biết á, là cô cũng là người địa phương ở đây. Ở đây hồi đó giờ. Hồi trước kia là cô Phượng này là ở đây có với cha với mẹ. Thì đất cô cũ của anh ta đó. Là phải đất của cô Phượng luôn. Đất của anh ta luôn đó. Không dạ. Đất nhờ ai. Thì hồi đó bà già chết trước, mới ông già chết sau. Rồi giờ ai thờ cô? Sao con thấy trong nhà đâu có thờ? Có người chị. Người chị? Người chị ở bên chùa thờ, mà người chị đó lâu lâu lợi lận đó. Dạ. Vì là cái khung viên này là đất của cô Phượng ở đây. Rồi ở được mình, lúc đó cha mẹ còn sống thì ở chung. Bây giờ mất rồi thì cứ ở như vậy hoài luôn. Hồi mình... lúc mà chưa có Mình Quân giúp đỡ đó. Dạ. Mấy đứa con tôi mặn lúa đó. Dạ. Cắt vô đem hai ba bó để dành chắc người ta giọt lấy gạo ăn cái gì đó. Người thằng con tôi nói đừng có cắt vậy, để coi mà không có thì con cho ông bao. Ủa là sao là tự cổ cắt lúa rồi vô đập luôn? Để vô nguyên bó để vô trong nhà gì vậy? Rồi vậy sao làm thành gạo được?
thì người ta để vậy đó, mà người con tôi la đó, rồi tới giờ người ta không làm nữa. Người ta cũng biết nghe nó giống ngay. Như là cổ sống giống như cái kiểu như người gừng vậy, tự tự lực cánh sinh rồi là tự lấy chơi chứ. Chứ người ta cũng hiền, người ta không có bậy phá ai đâu. Sống theo cái cách nguyên thủy, tự ra cắt lúa của bà con đây rồi để bó bó đem vô nhà. Mà không biết cô đây là không biết cổ làm sao mà thành gạo nấu cơm ăn nè. Bây giờ có mà Mạnh Bình Quân người này cho, người kia cho đó, người dạ. ít giúp đỡ. Dạ. Có người cho 1 chục ký, 20 ký vậy đó. Rồi mì, nước mắm, bột ngọt, gì, nước gì đủ thứ hết trơn. Ở trong con thấy gì đồ ăn, đồ để đại với đất quá trời, đại tô đất tô. Hả? Dạ. Đâu cô vô chút xíu được không cô? Cô vô chổng cô. Tại vì con xíu tụi. Tại vì con hỏi là cô không có nói được. Biết dạ. rồi. Dạ, tại vì ta mần để dưới đất ăn không đó. Cô đó giờ đó cô có vô trong đó chưa? Có. Có vô, bây giờ cô vô lại cái. Cô giới thiệu giùm con cái, tại vì tụi con vô đó tụi con cũng gói. Tại cổ không có nói cho nên tụi con dạ. hỏi không có được. Giới thiệu cái phòng ngủ của. Nhưng mà ngồi ra là ngồi trong bóng tối ăn mà cô ngồi trong. Ừ chắc người ta quen rồi, người ta quen rồi chú ơi. Vậy người ta té ô ta. Đây là có cái dấu chặt củi trong nhà luôn nè. Ừ, người ta đương ăn rồi đó. Vậy là đương ăn, đang ăn. Ừ. Hồi nãy là em nghĩ là cái đây cũng là một cái đường lên đó anh nông dân đó. Ừ. Nhưng mà nghĩ là sát mái nhà luôn, sao mà cổ nằm trên đó cổ chịu nổi cô? Mình cũng nghĩ không ra nữa. Mà sao mà nằm trên đó nằm được? Không có gì ăn đâu, ăn muối nè. Ôi, mì nữa nè. Mì muối, bắp chuối. Quá trời, mì rồi cơm. Không có gì ăn đâu. Rồi để dưới đất luôn. Yeah. Nước đây là chắc người ta cho nè. Người ta cho hai ghế. Bữa nay rồi. Dạ. Nè nè chú mở cái tải, tôi mở cái này coi của người ta ăn cái gì. Canh. Chắc làm canh. Ừ, ăn thứ này chắc đỉnh chế thêm chú. Vậy là đang ăn nè, cái này là mâm cơm đang ăn nè. Ừ. Cô đang ăn. Trời ơi, con thấy cái món này là món gì cô? Bắp chuối. Hả? Cái này. Trời. Cái đó cái gì? Bắp hả? Ớt hả? Không biết. Giống như bắp lẫy ra quá gì. Không phải đâu, cái này bự lắm. Rồi nè, cô nấu cơm bên đây luôn nè. Sát đây là củi quá trời luôn mà lỡ. Nè, cái lò này có người cho đó. Dạ. Người cho thì nấu. Không đâu, cái lò nước á, mới cho mấy bữa nay nè. Còn chỗ này là chỗ của cô ngủ rồi cô. Ừ. Rồi còn đây còn biết khủng khiếp quá quý cô chú anh chị. Đất đó chú. Có chỗ cô ngủ trên chịu quý cô chú. Thuốc trên đó nè. Đất đó, rồi. Làm sao mà nằm trên đó được ta? Người ta nằm được đó. Rất là nhỏ. Không biết là chỉnh có dân mùng không chứ ở đây mà không dân mùng. Không. Không ai không ngủ mùng luôn. Ừ cho mùng cũng dân đó. Nè dây nó cũng một cái nè. Cao su để vậy thôi. Cậu chỉ lót cái lưng thôi chứ còn mùng. Chua trăm nụng tao còn mỏi quà lơn. Chua trăm nụng đó nè. Ừ. Chua trăm nụng tao vừa xua xong nhưng lơn nhưng mỏi lơn nè. Ôi kìa mưa tao kìa ôi ca. Kìa ôi gò. Mấy chục năm rồi cổ cột như vậy nè. Nè, từng cái mối lạc này có chút gì? Thì hay hào lan mình mua hay còn ai cắt hơi ấy cái đặt mua hết nó đặt mua mua hay là xin mắng mình nhầm đặt nứng đó bị trẻ chúng tôi quá thì cái đặt nứng ơi cái đặt tao cũng thơ ý cái đó. Ừ. Bà cũng khổ nó ngày đi không có anh em ruột mà giúp cho bà cũng người dân giúp không đó người này cho một chút người kia cho một chút đó mấy chú dạ, cho người, ăn đó bà con người cho ít cái này là chắc củi của cô dự trữ để dành đốt nè, để dành nấu cơm nè. Lá dừa hả? Ừ, lá dừa. Cây. Em tính vô là em nói ủa cái này là nuôi cái con gì trong không á, cũng lá cây, lá dừa gì củi gì người ta nhét vô chổng đó. Mà cổ kỹ đi tính nghe, cổ cuột đây nè, quá trời mối cái nào cũng cuột hết trơn nè. Cũng như người lạ kêu người ta không có mở cửa đâu. Là người quen mới mở hả cô? Ừ, người ta sợ lên trên gác, người ta chẳng đứng chờ đó. Mà con thấy cái nhà này ở dưới thì chằng chịt vậy chứ ở trên là con thấy nó siêu quẹo lắm rồi, nó không còn một cái cây luôn á. Thì người ta làm êm ta đó, thấy không? Cái đằng tay rồi đó, người ta cột, người ta kẹp lại đó. Dạ. Cô nói là cổ sợ tụi con lên gác của cổ. Chắc gì phải thấy đứng đó. Canh nè, canh không cho lên gác. Thấy không? Cổ canh nữa của chú anh chị, cổ canh không cho. Sợ mình lên gác. Cho tụi con lên trên đó được không? Không được đâu, chắc. Hỏi thử được. Cô ơi. Chắc không cho. Cô Phượng. Cô Phượng ơi. Tụi con lên gác của cô được không? Chắc không cho. Không cho lên cô ha. Cô không cho lên gác được của chú chị. Sợ gãy à? Tại vì tụi em hỏi thôi chứ thấy rồi tụi em đi cũng dám đi nữa. Chị nói chi mà lên trên đó. Bước vô nhà này cũng sợ lắm á. Trời ơi. Đó là trên đó là cái phòng của cô đó. Không nghĩ là cái phòng luôn á. Con nghĩ là giống như ở đây là giống như là một cái...
kiểu như là một cái giường di tích hồi xưa vậy đó. Cổ cũng chằng néo rồi đủ thứ nè, chống chỗ làm rồi. Được đó, không có ghế, không có thang, không có gì hết. Vậy rồi sao, không, vậy sao đứng lên trên này ta, không có thang. Kỹ lắm đó nghe. Bắt cây này kia. Là cô nói là cái này là cổ tự làm hết, không có ừ, không có, không có ai nhúng tay vô đâu bà, tự bà cổ làm ơn cổ đó. Thì quay cái nhà phía bên ngoài cho cô chú chị nè, đây nè, quá trời cũ dừng dứt trời, là... mấy bữa lợi gì thấy sạch nghe, mấy bữa trước á gác cỡ chừng 2 tấc á. Còn cái này là tới mùa mưa hay là mùa gì là nước ở đây là chắc nghĩ là ngập hết cô, tại vì ngay đồng đúng không cô? Cũng như là mùa tháng 8 mới ngập này, chắc dựng lên tại cái chứ ở đây thì cũng không ai ra giống là núi. Cô còn anh chị em cây đồ chống chổi quá trời nè. Ủa còn chị, có người chị ở chùa, chị ở chùa chị không có, không đưa cô về chùa luôn không à, gần chùa chứ không có ở chùa. Còn người chị cũng có chồng cũng nghèo, người lâu lâu người chị đó cũng lên thăm lần. Cái nhà này là hồi trước là của ba má cô Phượng cắt để lại, hồi đó cũng nhà nước cắt. Nhà này là hồi trước nhà nước cho nhà nước cho, cây nước đó cũng nhà nước khoan cho đó. Mà giờ chắc hư rồi không xài đó. Lâu quá không xài, nó tuột nước luôn, nó xét rỉ xét luôn. Cậu cứ đứng đó cậu canh hoài cô chú gì sợ mình lên á. Hồi nãy là nghe, chắc là nghe hiểu biết nhưng mà không trả lời. Y không trả lời với mình. Mà nãy giờ tụi con nói tụi con giả bộ thôi, chứ tụi con sao dám lên trên đó được. Mình mập lên rồi, sợ nó gãy của người ta. Lên một cái sập một cái là chắc cổ gượt tụi con chạy có cờ luôn á. Không có chỗ ngủ, không có bả luôn. Mà đâu nghĩ, nãy cô nói ngủ trên đó, tụi con thật sự không tin nổi luôn. Không tin là cái nhà như vậy mà có gác. Cũng ở trên đó, chừng nào mình cơm mới xuống, hồi nãy chắc người ta ăn cơm cái gì á. Là ban ngày cũng trụ trên đó luôn. Thì ở trên đó đó, có người lợi cho đầu thì kêu người ta ra. Thì nghe cục kịch tôi dắt đó thì người ta xuống đó. Dạ. Đó giờ cô nghe thôi. Cô kể câu chuyện gì chưa? Không. Đó giờ không có nói với cô được không, câu nào không. Luôn hả? Thì mình nói người ta biết, người ta không trả lời với mình á. Hồi nhỏ cô, hồi nhỏ là hồi cô, nhỏ cô... hả? Dạ. Hồi nhỏ thì ta cũng nói, tôi cũng nói bình thường với mình vậy đó. Đi chợ đi gì cũng bình thường, hồi ba người ta còn sống á. Dạ. Thì cổ cũng chạng tuổi cô thôi chứ. Vậy là hồi đó có nói chuyện. Có nói chuyện người tát nước ruộng này kia nọ, đi ruộng đồ người ta làm, người ta đi biết đi chơi chùa đám phước đám gì đó cũng đi chơi đó. Rồi như rồi sau này không biết sao. Sau này cũng như chắc nó bệnh nó gì á, mình cũng không biết nữa. Rồi cô có hiểu được là gia đình có xảy ra biến cố hay là gì không cô? Không, không có gì hết trơn. Tự y không nói chuyện thôi. Mà khi mà cha mẹ mất rồi là không, hồi bả còn sống là cũng nói là đều nói ít. Tới chừng ổng rồi bả chết luôn là nghỉ nói luôn. Nghỉ nói luôn? Ừ. Không có chồng con hay là gì luôn? Không, người ta còn con gái mà. Dạ. Nhưng mà cổ đẹp đúng không cô? Ừ. Hồi trẻ chắc là con nghĩ là cổ là đẹp lắm luôn. Ừ. Cái gương mặt rồi mình... cao gáo rồi này kia. Mình thấy cổ là người dân tộc đúng không cô? Người ta cũng sạch sẽ. Mà thấy cổ trắng tươi à? Đa số thì tụi con có xem trên cộng đồng mạng ấy, là những người mà giống như kêu bằng người rừng á. Họ ở vậy nhìn họ giống như là hôi hám hay là này kia. Nhưng mà đặc biệt ở chỗ cô nãy đây, tụi con vô tụi con không thấy một cái mùi hôi nào hết. Ngay cả những cái đồ ăn của cổ ti cổ ăn vậy nhưng mà sạch sẽ lắm. Sạch sẽ. Ngày hôm qua, ngày kia người ta đem nước vô cho 2 thùng đó. Cá sặc chiên để trong chảo mà trắng tươi nha. Chiên chiên thùng đàng hoàng. Chiên giòn thùng đàng hoàng, mà bữa nay chắc không có gì ăn đâu, thấy muối. Thấy muối đậm. Hay là trái tùm ruột, không biết ải châu hay gì á. Vậy là ăn tùm ruột với lại bắp chuối luộc hay là nướng á. Nãy tụi con thấy vậy á. Rồi ăn xong là chỉ chui lên trên cái lùm cây ở trên kia vậy đó. Giờ cô có thể nấu cô lên nằm cái đi chụp tấm hình này. Không lên đâu. Chứ không lên đâu. Không lên nó sao mình cô lên. Giả bộ cô kêu cổ ra để không lên đâu. Chừng nào mình đi về là y đóng cửa y mới lên. Nãy mình vô. Bây giờ mà tụi con về là cổ đóng cửa rồi cái rụp liền. Bởi vì không có, bà đặt thí dụ có mì gì 4-5 gói một chục gì đó. Cho người ta đem lên trên gác đó rồi người ta xuống liền. Vậy đó. Đem cất ở trển á. Còn tự nhiên mình không có gì đó không cho. Hồi đó tới giờ cô biết là có ai đã từng lại đây lên gác của cô Phượng chưa? Không. Không. Lại cho đi ra có tôi mình ơn tôi ra lợi đó rồi lại chụp hình hỏi rồi đứng nói chuyện đó không mình, có vô. Mình không biết là trên gác cô cất cái gì trên đó mà. Một cái căn nhà mà không ai dám xâm nhập luôn.
Bình thường là nhà này đóng cửa kín mít nè. Chắc cổ cũng cái kiểu như tâm lý sợ cái người lạ vô á. Con thấy sao á, dừng cây gào trằn chịt lắm. Chỉ có hở nhỏ thôi chứ không có hở mà để người ta chui lọt nữa. Chắc kiểu như cái tâm lý là phụ nữ ở một mình á. Con nghĩ chắc vậy, tâm lý mà sợ cái kẻ gian người ta đột nhập. Chắc cổ cũng hiểu cái điều đó. Cô nói chuyện là cô hiểu mà. Hiểu, nói tiếng Việt nó cũng hiểu đó. Với lại chắc cô gần nhà ở đây, cô ha, cái giờ lại tiếp xúc rồi nãy kia thường xuyên là cô cũng biết. Bà bị có mình ơn đó, mình cũng thấy người ta ở mình ơn, mình không có phương tiện gì mình vô đây chơi, phải có hai ba người đâu này kia nọ. Yeah. Dắt chiều ra ruộng mình vô đây thăm cũng được hết. Yeah. Có mình ơn đó. Cô có nghĩ là lỡ, nhưng mà sau này con nói lỡ thôi. Có ai mà hỗ trợ cổ mà ví dụ như cắt cái căn nhà gì rồi bác? Rồi á thì không ở thì mình tháo. Ở thì cũng gối nữa. Người ta không biết cái dọn dẹp và cửa giường đầu quét sạch trơn đó. À, mà cũng có dọn dẹp rồi nãy kia đó. Hôm nay con nghĩ là có cái dấu tát nước này, không lẽ cổ bơi ra đó cổ bắt cá? Tự bắt cá luôn. Đó vét nó vét cái mương đó nó. Ủa, trình lên cổ vét luôn hả? Vét trời bẻ dừa ăn nữa. Rồi. Vậy là trời vỏ dừa trong nhà nhóc á. Là tự bẻ dừa ăn luôn. Ừ. Vậy là cái không phải là cổ không có được bình thường, nhưng mà cái cách sống của cổ như vậy, không muốn tiếp xúc với bên ngoài. Không muốn tiếp xúc với người lạ. Dạ. Cho nên mọi sinh hoạt khác con thấy cổ cũng bình thường. Nấu ăn cơm trắng tươi đàng hoàng. Rồi đồ ăn bắp chuối rồi luộc đồ ngon lành. Thua nụng tàu ai nên là kỳ chua. Biết chiên cá rồi, theo cô kể là biết chiên cá đồ đàng hoàng. Không phải là cái người đó chị bả đó. Dạ. Cô hôm nay gặp được cả chị đến thăm luôn. Dạ chào cô. Cầm dạ. Cầm về y nhầm về. Bữa nay có cái duyên chị của cô Phượng ghé luôn nè cô chú nhỉ. Xin. Đem đồ cho ăn. Đem đồ cho ăn. Rồi, đi cô vô đây coi. Chua đó. Đem đồ cổ sợ không? Sợ đó, cổ chua. Cái vô bánh ở hộp á, đem đồ vô cho ăn đó. Ồ kìa. Cười á. Ồ cười kìa. Ừ. Rồi, chị thăm mừng hả? Có người thăm mừng. Trời ơi. Tội nghiệp phân quý của chú anh chị. Cô nhà ở đâu cô? Nhà mép bên kia kìa sao? Ở chùa, phía bên chùa, phía bên lẩu á. Dạ. Cô cho con hỏi là cô Phượng, cổ tên Phượng đúng không cô? Là hồi trước tới giờ là cổ như vậy hay là sao cô? Cũng kiểu lâu như... rồi. Cũng mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi đó. Cổ có bệnh hoạn gì không? Cổ bằng đầu không bệnh mà tới chừng bệnh cổ vậy luôn á. Dạ. Bệnh là đó mình bệnh sao? Cổ bệnh sao? Bệnh mà nó cứ tầm bệnh rồi cái nằm bệnh viện đồ đủ thứ cái sao cái nó vậy luôn á. Trùng mền trùng gì đủ thứ rồi nó chảy. Bằng đầu thì nó chảy nó trốn trong giường nè. Rồi gắng kiếm thấy rồi cái sao mà cũng không hết đem nằm nhà thương. Dạ. Nằm cũng về cũng vậy luôn. Dạ, không có nói chuyện được luôn. Cổ cười cũng có duyên lắm. Cười đẹp đó luôn á. Mừng nó có gặp cái cô. Mừng á, gặp nó mừng lắm, nó cười không á. Đem đồ cho ăn. Ở đó là nhà cô có hai chị em hay là còn ai nữa không cô? Mà ba bốn chị em mà thằng em, em nó mất rồi. Còn anh hai tôi thì 72 rồi. Anh dạ. Bệnh hoài ở nhà đó, anh bệnh. Dạ. Có qua thăm nó được đâu. Còn mình ơn tôi nuôi nó thường ngày. Dạ. Rồi cô thấy cổ ở mình nên vậy mà ở kiểu như nó nguy hiểm vậy, cô có khuyên cổ để về ở với cô không? Kêu nó đi. Không đi luôn. Không. Nó không nói chuyện mà nó không chịu đi. Rồi cũng gia đình cũng có kêu nhưng mà dứt khoát. Kêu mà không đi. Anh hai cô... nói không mày không thôi mày đi ở với tao đi. Rồi cũng đi hồi đó còn nói chuyện. Dạ. Mà nó không chịu đi. Rồi tôi nói mày không đi nhà anh hai xa mày đi nhà tao đi. Dạ. Mình nếu mày ở chung ở không ở thì tao cắt riêng kế ra cho ở nên nói không được đâu. Không ở đây hả? Giống nó quen ở đây nó không chịu đi đâu. Giống như ở là để giống như gìn giữ đất đai của cha mẹ. Dạ, nó không chịu đi đâu hết trơn. Ở đây người ta giữ của con ta. Giữ của. Nội cái chuyện lên gác không mà tụi con thì bởi vì tính nó lên thôi đó. Nhưng mà không có ý định lên đâu. Tôi cũng từng lên đó hồi cô không dám lên á. Cô chưa dám lên lần nào. Không. Cô là người thăng mà cô không dám lên luôn. Không dám lên luôn á. Trời ơi. Thấy cột gì đó lên sợ đất á. Sợ đất cũng không dám lên đâu. Dạ. Con không nghĩ là trong cái nhà này cây chằng nếu mấy cái mối lạc là mình nên cô Phượng làm. Cổ giỏi. Cái chặt cứ làm. Tôi làm vậy đó. Hồi đó thì có một gói mì cho cũng mừng nó cũng cười nữa. Dạ.
Bây giờ cổ ở của mình nên vậy à, ban đêm ăn hôm mà ở trong cái căn nhà như vậy thì cô có lo lắng không cô? Lo dữ lắm, tôi ngủ không được luôn á, thức giờ nào sợ nữa, ở đây không biết sao. Lại kêu thì một tiếng nó nghe tiếng thì mừng, không nghe tiếng thì ô nguyên sao rồi. Sợ gì đó. Mỗi khi mà sợ giông nó bệnh hoạn gì, lúc bệnh rồi nằm. Hồi đó mấy năm, mấy tháng trước người ta nhầm khi ở thành phố đó người ta nằm nằm phòng ta đi luôn á. Rồi mình hồi hộp nhiều lắm chết luôn á. Lúc dịch đó ha. Dạ. Rồi cứ ta qua thăm cứ ta kêu nó nghe đó là đỡ, không nghe tiếng là chết rồi, không biết sao vô nó đóng cửa cứ ngắt nữa. Cô cũng phiền dữ lắm rồi nhưng mà cổ không có chịu. Dạ. Tại vì con thấy cái chỗ của cô Phượng nấu ăn á. Yeah. Rồi trong nhà thì chắc củi như vậy nè, mà lỡ xui rủi nó có mồi lửa nó bén cái thì đây mình không bởi phải nói xui nói gỡ đâu cô chú anh chị. Bởi vì lỡ mà có cái gì đó cái thì ở đây không ai hay, ở ngoài kia mà chạy vô được thì chắc cũng xong hết rồi. Thì bởi vì rồi la nó không được, nó cứ làm gì em biết sao rồi. Nói chung là cũng phiền dữ lắm đó cô chú anh chị. Yeah. Gia đình cũng phiền dữ lắm. Hồi trẻ thì cô Phượng có một mối tình nào không cô? Hồi trước hả? Hồi còn trẻ. Hồi còn trẻ cũng có. Rồi người ta không có qua, rồi người ta đi cái vợ khác đi, thành ra nó ngày ngày nó tăng lên vậy luôn. À, giống như thất tình hả cô? Vậy là hồi trước kia là cô nói trẻ đó, có một cái mối tình đó. Rồi sau khi mà cái mối tình đó không thành, không thành, từ từ là giống như là cô ít nói chuyện là dạ. Bởi gì? Dạ, tới bây giờ luôn. Ít nói chuyện. Ủa, anh BB thấy sao anh BB? Sao vậy? Cổ lên trên à, có dám bước trong không? Sao rồi? Ở đây cổ đang nãy cô đem mang cái gì qua chỗ cổ gì cổ? À, bánh với mà đồ ăn. Ờ chắc vô trong ăn rồi hả? Không, không ăn đâu, có khách chưa ăn đâu, có khách không ăn đâu. Chết rồi, hết pin rồi. Hết pin rồi, lấy cái của nông dân kìa, nông dân. Đây từ từ. Nông dân kìa. Để coi. Đặt vô nó chứ. Đặt vô trong. Vậy ta đó. Ừ. Vô chắc cô lên, cô có lên không á? Sao cái nhà gì kỳ vậy? Nó lên chưa? Dạ dạ. Ủa cổ đang làm gì kìa? Cô cái giường ngủ trên đó hả? Cô đang làm gì cô? Cái gì vậy? Chị chua nè. À cô chị mới cho á. Đi mà đám cưới mà gần người ta cho đó. Người đem gửi nó đó. Nước gì trong này cô? Thôi thôi cô chú anh chị, trong này nước gì vậy? Nước đìa đó chứ gì. Lấy nước đó ăn hả? Ăn cô luôn kìa. Nó rửa. Trời ơi, cái mít đây thì chết luôn. Có gì đâu ăn nước đìa không đó. Ồ nước đang thui nè cả nhà. Ừ. Nè. Nước cô đang thui nè. Ờ đóng cặn luôn rồi. Trời ơi cô ơi. Ờ cô làm đi, cô làm đi. Có nước tới. Hay là giống như giống như nước giò cơm mà lâu ngày. Nào à, có bơm á, người ta mần ruộng ta bơm vô mới có nước, còn khi không không có nước. Dạ. Yeah. Cô bị cái gì cô? Không biết sao. Cô bước vô trong đi cô bước vô cô trong. Cô đứng gần đi giùm con đi. Không biết sao nó vậy, không biết sao. Mà cơm nó cứ bới đãi vậy nè. Làm như nó bới nó cúng đó. Ừ. Ủa ngô cúng quanh vậy hả? Cúng quanh nhà vậy hả? Ừ. Không ăn. Nó ăn thì nó mà... cúng. Ăn mà nó cúng vậy. Ăn một chén vậy đó. Ừ. Ăn một chén còn những cái chén kia là cúng. Ừ. Cứ đãi vậy đó. Cô ơi. Cô tên cô gì vậy cô? Cô ngồi xuống với lại cổ nha con. Cô tên gì vậy cô? Về bà kia mới. Ừ. Mình về. Trước đây cô có bùng bã có vấn đề gì không cô? Không biết sao. Vâng, đầu thì nó bệnh sao nó vậy luôn. Bệnh là hồi trước hồi nhỏ cũng bị không cô? Hồi đó là nó mười hai mấy rồi. Rồi thành ra nó bệnh nó vậy luôn. À, hồi trước hai mấy tuổi rồi. Ừ. Nhưng mà hồi đẻ ra thì vẫn bình thường đúng không cô ạ? Bình thường. Cô biết nguyên nhân tại sao bị không cô? Không biết tại sao. Người ta gì đó. Hả? Người ta vậy không biết sao nữa. Dạ. Lần đầu người ta nói chuyện rồi sao người ta không nói. Ừ. Kỳ quá ta. Nhưng mà từ qua thăm ta hoài nuôi người ta đó. Đồ ăn cái gì ta lung ta la hết.
nghe nói là người quen lại kêu á là mới mở cửa. Người quen mới mở cửa. Còn không là không mở cửa. Không là không mở. Không mở đâu. Cuộc sống biệt lập mà cái mức độ mà như người rừng vậy á, cây cối gì cũng để tùm lum trong nhà vậy. Bởi vì cái này là một tay cô đính lên là cô à. Làm ơn thôi đó. Một tay đính lên tất cả những cái củ như thế này. Trời ơi. Nước sao mà để đen ộm vậy? Cũng là nước nữa hả? Cái đó người ta ơn chú bà hôm đem lại cho đó. Thôi nước chắc là để uống hay sao? Để cho nó trong nắng nấu cơm á. Cổ lóng rồi. Tên rồi, ta ngủ rồi. 4 giờ mấy là nghỉ rồi? 4 giờ mấy, 5 giờ đó ta lên ta ngủ rồi. Cổ chỉnh là con nghe cái cô nãy nói là không có ngủ mùng. Ngồi đây mũi dữ lắm luôn. Rồi mũi căng sao mày không văng mùng, ta nói ta đem mùng ta úp, ta đắp. Lấy mùng để đắp thôi chứ không có văng. Dạ rồi, cảm ơn con. Con phải leo lên như vậy. Lên mà nghe cổ hi hi là giống như mệt vậy đó. Giống người gừng luôn á. Trời ơi, giống ăn ngủ cho ro vậy đó trời. Sát mấy nhà luôn chứ. Sát lóc nhạc luôn. Vậy là cổ lên lấy đồ hả? Lấy đồ để cắt đó. Kéo cây lên lên đó. Làm gì cho anh kìa? Cổ ngồi đó mình nhìn lên không thấy cổ đang dòm mình kìa. Sao mà ghê vậy? Cổ nhìn thấy ghê quá vậy. Cổ đang ngồi kìa. Cái đèn nhà sao nháy nháy ta? Bấm được cái nữa. Trời ơi, ngủ ngồi vậy đó hả? Tên ngồi dòm chú đó. Sao tự nhiên lên đó ngồi cô? Thấy không? Tôi biểu nó lên, nó lên á. Dòm cái gần không? Cổ ngồi cổ dòm kìa nó. Sao không? Khi mà mình đi vô đây. Tôi bình thường chứ không ai mà dám vô cái khu vực này mình nên đâu. Không ra người lạ, không có kêu, không mở cửa, dám vô nó. Đúng rồi, vững cây đâu. Trốn luôn á. Rồi, cậu vô. Để đồng dân vô gần cô chú anh chị. Đâu rồi. Kìa, nè, cậu vô kìa. Cậu ngồi trên đó, cậu vô xuống kìa. Chào. Nè, bên này nè, thấy không bị? Kìa, cô ngồi, cô dồn mình chân chân kìa. Cây này dài lắm rồi bị. Khổ lắm. Trời ơi, cô ngồi, cô dồn mình luôn á. Kiếm gì? Không nghĩ là chỗ cô ngủ nữa đó. Cái đường đi lên nè. Bên giờ thấy không, thấy mặt cô nhớ nó đây nè, nó cổ dồn mình kìa, nó cổ dồn không chớp mắt luôn đó mà đi mà mình cái cửa mở gì mà giống như đi ruộng mà vô mở cửa mà gặp cổ ngồi trển mà cổ mà cười một cái chắc thôi rồi luôn mà không biết ai vô ai quá kìa, cổ ngồi cổ dồn hoài luôn cô chú chị. Đâu rồi? Đây nữa. Qua luôn, qua luôn. Đây, đây, đây. Ồ, cô ngồi trên cô dòm xuống. Ngay cái khung luôn. Ồ. Cô ngồi cô dòm mình chân chân. Dạ, con chào cô nha. Bà chú anh chị. Chứ không được hết tiền. Bỏ đỡ có kêu một con ở xa.